Rồi em bán 2 tuần giờ ổn không Thành? Dạ cũng ổn anh. Ngày bán này được bao nhiêu miếng? Bán có bữa cũng được 200 hơn. Đây. Bữa 200, nói chung là trung bình tầm cỡ 150. Ừ. Món này chắc sắp tới là nhiều người bán hơn. Dạ. Chào cả nhà, Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VinFu Travel. Hiện tại thì Phú đang ở hẻm 178 đường Tân Phước, quận 10. Thì để đến được đây thì chắc là hồi nãy Phú đi là đường Lý Thường Kiệt. Ngày hôm nay Phú sẽ dẫn cả nhà chúng ta sẽ đi ăn món ăn vặt bữa giờ cũng đang rất là hot, đó là đậu hũ rau răm. Thì lần trước Phú đã quay ở chỗ Thủ Đức. Ở Thủ Đức thì có nhiều bạn nói là hơi xa, cho nên ngày hôm nay Phú dẫn cả nhà đến quận 10 thì cho những ai ở gần khu trung tâm này có thể đến thưởng thức món đậu hũ rau răm này rồi. Và ở đây thì nó cũng sẽ đa dạng hơn. Địa chỉ để thưởng thức là 178/5 đường Tân Phước nha. Rồi, nằm ở trong hẻm cho nên chúng ta cứ đi vô. Đó. Đi vô, vừa tới cái ngã tư. Rồi quay qua đây, bên trái. Đó, là sẽ thấy được xe này liền. Rồi, bây giờ thì anh chủ đang đi công chuyện. Chờ một tí xíu. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ bắt đầu chúng ta làm việc. Thì người trên cầm máy đó là bạn Mèo đó cả nhà. Chào mọi người. Lúc đầu mà mình cầm thì bạn Mèo đang quay sơ sơ trong đây. Rồi, như cả nhà thấy thì xe đậu hũ có tên là đậu hũ hấp Thành Ký. Đây. Thí. Thành Ký. Thí. Thí. Ủa, Thành Thí hả? Trời ơi. Tưởng đọc theo thói quen Thành Ký. À, rồi. Đậu hũ hấp và chiên. Đây, truyền thống nè. Ăn chay được, cô gà, cô bò, trứng cút, vân vân và may may, vân vân và may may. Bạn xin lỗi lỡ bằng làm bạn nghiện quá dữ. Đưa tìm hiểu, à đây có app nào Foodie và Now Food nha. Rồi, Thành Hí thì bạn chủ chắc sẽ là tên Thành rồi đúng không nè? Dạ. Thành ơi, em bán ở đây lâu chưa? Dạ em bán cũng được hơn nửa tháng. Nửa tháng. Thì không biết là từ đó em bán này hay là khi mà có ở dưới Thủ Đức là em bắt đầu em bán? Thực ra thì Thủ Đức, lúc đó em bán là em chưa biết cái Thủ Đức. Thủ Đức là có. Lúc đó em coi là vô tình em coi trên YouTube á, là có anh Bình ở dưới Đồng Tháp á. Thì ảnh bán xe đẩy, thì mình thấy cái cách thức như vậy. Nhưng mà mình lên đây mình chế biến thêm. Với lại cái muối đồ nọ gia vị là mình tự làm hết. Còn những người khác bán thì sao em biết, nhưng mà đa số em thấy là giống như kiểu như muối người ta cũng lấy ngoài chợ, rồi ớt thì cũng chia ớt băm thôi. Còn em là em pha chế thêm. À, pha chế muối với ớt. À, đây là các nguyên liệu, đây tàu hũ. Tàu hũ nguyên liệu chính. Hiện nay thì anh không có thấy cái mức giá ngoài đó, thì cái từng loại mức giá nó sẽ như thế nào vậy Thành? Dạ thì cái truyền thống á, như hồi đó giờ nhiều người bán á, thì cái truyền thống là chỉ có muối, ớt,
nhưng mà không có hành phi thì em cũng có hành phi. À, bên em có hành phi luôn. Dạ, bên em có hành phi. Thì là 6.000 một miếng. 6.000 một miếng. Dạ. Còn mình thêm khô gà với lại trứng cút thì là 8.000. Ừ. Còn mà khô bò với lại thập cẩm thì là 9.000. À. Dạ. Tức là khô là vừa có khô vừa có trứng luôn. Hay là chỉ khô không là sao là khô gà là chỉ khô gà không là 8.000. Dạ đúng rồi, trứng cút là chỉ trứng cút không. À, còn thí dụ mà vừa khô gà vừa trứng cút là thập cẩm là 9.000. À là hai nhân là thập dạ. cẩm. Thì ví dụ như mà người ta ăn thập cẩm mà người ta không lấy bò thì có thể là em sẽ thêm cái kia nhiều hơn. Ừ. Hoặc là em bán giá 8.000 luôn, có thể là em sẽ điều lượng lại. À. Dạ. Rồi nói chung là từ dao động 8-9.000. Dạ đúng rồi. À, ở đây là chiên tức là em lấy cái này đã chiên sơ rồi mình chiên dạ, thêm đúng rồi mình chiên lại. Nhưng mà em đã chiên trước một mớ thì à. Lúc mà mình để dầu vô á mình nó dễ giòn hơn. Ừ. Với lại giữ lâu hơn. À. Với lại khách không có chờ lâu. Còn mình chiên mớ thì nó hơi lâu xíu. À, mà để bốc khói đẹp hơn nè bạn. Rồi. Oh. Nè em hấp nước thôi đúng không? Đâu có hấp xả dạ, đúng rồi, hấp gì nước, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Hấp nước để cho nó nguyên bản cái mùi đậu hũ. Ừ. Ở dưới thịt đất thì kia có bỏ xả ở dưới. Dạ. Trứng cút này là mình luộc sẵn hết luôn rồi. Dạ, em luộc sẵn. Thì ngày nào em bán như là em nhắm em luộc sẵn thôi. Ừ. Chứ mà tại nhiều khi khách đông rồi nọ là em làm kìa. Mấy giờ là em dọn ra? Bình thường á là em bán 7 giờ mấy là em dọn rồi. Nhưng mà 8 giờ là trên app nọ là em để 8 giờ. Ừ. Dạ. 8 giờ sáng tới mấy giờ mình nghỉ? Em để trên app là 5 giờ rưỡi nhưng mà thường nếu mà hết sớm là em nghỉ sớm. Ok. Nhưng mà em đang định thay đổi giờ giúp lại là có thể là 10 giờ em bán tới tối luôn. À. Dạ. Là định, giờ định hay là quyết luôn? Có thể là quyết định luôn á. Quyết định luôn, dạ, khi nào triển khai? Có thể là vài bữa nữa. Vài bữa rồi, dạ. Vậy thôi vài bữa nữa là 10 giờ sáng nha cả nhà. Dạ. Đây là các nguyên liệu nè cả nhà. Khô bò, khô gà. Cái này thì mình vẫn đi mua ở ngoài đúng không em? Dạ, chỉ có dạ, muối. Em lựa cái loại mà ngon. Lựa là ngon. Dạ. Đó. Hành phi. À, để ý thì cả nhà ơi, ở đây là sử dụng tắc chứ không sử dụng chanh. Ủa cái anh ở dưới ấy là xài tắc hay xài chanh? Anh xài chanh. À em xài tắc hả? Dạ. Sao tại sao em chọn tắc? Em thấy cái vị tắc thơm hơn. Ừ. Oh. Đang có một cái đơn 4 miếng, 2 miếng chiên, 2 miếng hấp. Yeah. Thì sao em quyết định chọn thêm chiên, em bán hấp cho nó nhẹ? À, thì ra thì em lúc đầu á là em thấy hấp á thì ăn cái vị nó thanh. Ừ. Nhưng mà mình chiên lên á thì nó giòn. Ừ. Nó giòn ngoài nhưng mà ở trong cũng mềm, nó cũng đúng. Thơm. Thì em bán thời gian đầu thì thấy nhiều người cũng lựa chọn là chiên nhiều. Dạ đúng rồi. Với lại khẩu phần Sài Gòn mình á là người ta thích ăn chiên nhiều. Ừ. Dạ. Bản thân mày ở nhà cũng đi vậy, mình thích ăn đậu hũ chiên chấm với món tôm hơn. Mà cái loại như vậy thì chưa có ăn nữa nè. Trời ơi. Chiên như vậy là nó giòn. Ồ. Nó giòn. Cả nhà để ý à, Bạn Thành đeo tới 2 bao tay rồi. Cái này chắc là nóng quá phải không? Dạ đúng rồi, nóng lắm. Ừ. Lúc mình xẻ ra nó còn bốc khói nữa mà. Hấp là nóng rồi, mà giờ chiên thì chắc nóng hơn nữa. Chiên thì nó nóng dài hơn. Rồi. Rồi. Đeo vậy chắc cũng còn cảm nhận được cái độ nóng không? Ừ, biết quen với chai. Đeo hai lớp mà vẫn có hả? Ừ. Phi. Là mình đang làm truyền thống hả? À, mình làm thập cẩm á. À, 4 cái thập cẩm luôn. Dạ đúng rồi. À, tắt. Một cái là chỉ là nửa miếng tắc vậy thôi. Không thì mình ngắm liều lượng thôi. Thực sự thì một miếng một trái tắc thì mình nặng rất nhiều. Ừ. À. Rồi 9.000 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi trứng cút hay lại khô. Ram. Sẽ như cái hồi nãy ở trên app thì mình cũng là sệt là đậu hũ hấp hành thí dạ, ha. Đúng rồi. Mười giờ nha cả nhà ơi.
tới khoảng 5 giờ chiều. Rồi giờ Thành làm cho mình ba cái chiên. Ba chiên. Hai cái hấp. Hai hấp. Mà hấp á là một cái là truyền thống, một cái là thập cẩm. Dạ. Còn chiên là một cái là truyền thống, hai cái thập cẩm. Dạ. Chiên một truyền thống thập cẩm. Chiên trước đi hả? Dạ. Rồi, vô ba miếng chiên. Mà anh thấy là có bạn đây thì không biết là có chỗ ngồi nhiều không? Dạ thì anh chỉ ngồi cái chỗ đó thôi. Chỉ có một góc thôi hả? Dạ. Đa phần là bán mang về. Dạ. Tại vì em mướn thì cái chỗ ngoài đây thôi. Ừ. Trong ở gần đây thì ở gần đầu hẻm hồi nãy Phú đi vô đó, có một cái xe nước của cô. Dạ. Ở nhà có thể ngồi đó mình ăn uống nước cũng được. Hoặc là kêu nước vô đây mình ngồi có một bàn đây thôi. Lúc em bán 2 tuần giờ ổn không Thành? Dạ cũng ổn anh. Ngày bán này được bao nhiêu miếng? Bán có bữa cũng được 200 hơn, bữa 200, nói chung là trung bình tầm cỡ 150. Ừ. Món này chắc sắp tới là nhiều người bán hơn. Dạ. Đâu, cái chảo màu đen nha cả nhà ơi. Chứ cái dầu không có đen nha. Mà em bán đây chiều á là dầu mà hơi đen xíu là em đổi. Ừ. Nói chung là nhìn trực diện thấy nè. Dạ. Ai mà thích ăn chiên dầu thì mình ăn lại như thế này. Không thì chúng ta cứ ăn lại truyền thống. Mà truyền thống này là có hành phi nha. Cho nên ai mà nếu mà kỵ mấy cái đó thì nhớ dặn là không có bỏ hành phi. Dạ. Ăn kiểu truyền thống thôi. Ủa? Anh thấy là nếu mà em có bán là cho người ăn chay nữa đúng không? Dạ đúng rồi dạ. Nhưng mà vậy có bị đụng vị đồ gấp này nọ không? Thực ra thì em sử dụng riêng hết. Ví dụ như em ăn chay thì bên đây là sẽ là đồ chay. Cái đồ, cái dao với lại đồ gấp cũng là chay hết. Cái bao tay cũng chay luôn. À. Thì thành ra là nó không có đụng tới. Với lại cũng an tâm cho người ăn. À, gao răm là của bên chay. Dạ đúng rồi. Gấp của chay. Dạ. Đây là đồ mặn. Dạ vâng. Em cũng kỹ. Với lại em cũng có hỏi khách hàng là có ăn được hành phi không? Ừ. Tốt á, vậy là hay á. Dạ. Rồi, làm chiên trước. Để lên thớt được không? Em cắt hai miếng để lên thớt đi. Em làm hai cái luôn. Đó, thì cho nó dễ nhìn. Đỡ nóng tay. Đó. Hôm nay nó không lên khối gì. Hôm qua là em làm khối dữ lắm. Thì khi làm ta làm trên tay quen á, làm đây nó hơi... Dạ đúng rồi. Kệ không sao. Chậm dễ quay em. Chậm dễ kích thích bao tử. Cái ớt giống ớt cream quá ha. Ớt em nó hơi sạch sạch. Giống ớt cream của miền Trung. Rằm. Một cái thập cẩm riêng cái truyền thống. Chỉ vậy thôi đó. Tới giờ ăn rồi cả nhà ơi.
bây giờ là cả nhà này cũng có nghe rồi đó, thì là bán từ 10 giờ sáng nha, dài ngày tới là 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và cái giá ở đây thì nó sẽ do là bạn cũng thuê mặt bằng cho nên nó sẽ hơi nhỉnh hơn vài ngàn so với ở dưới Thủ Đức. Truyền thống là 6 ngàn, các loại khác là phải có thêm topping, này là lên 8 hoặc 9 ngàn. À rồi bây giờ là Phú có đem theo cái dĩa nhưng mà đựng được có bốn cái à, đựng được 5 cái đó, đóng lại cái này đi là đựng được đó. Chuyển sang cái truyền thống, cái này nó nóng hơi, ở đây nóng hơi dài cho nên đó, bỏ cái hộp xốp đi. Tại chỗ thì ở đây có tương ớt nữa. Nhà Phú và Mèo xin mời cả nhà của chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức đậu hũ rau răm theo kiểu phiên bản giới trẻ ngày nay. Là mình ăn cái loại đậu hũ truyền thống trước nè, xem cái hương vị nó như thế nào. Rồi từ đây cái mùi tắc nó thơm hơn. Nóng thật, nóng dài rồi á. Mà vừa nãy giờ Phú quay á, cái tắc tắc với chanh nó cũng chua chua nhau, nó cũng không khác nhau là mấy. Cái tắc thì nó sẽ thơm hơn mà nó sẽ có thể là nó xen lẫn một chút xíu vị ngọt. Cái này có hành phi vô nữa ăn nó thơm hơn. Mà đôi khi nếu mà cắn chúng cái hành phi á, thì cái vị mùi hành phi nó sẽ át qua bớt cái mùi đậu hũ. Thịt miếng tương ớt không? Cho cay cay. Ở đây thì Phú thấy là cái vị ớt ở dưới Thủ Đức thì như là cay nhiều hơn là so với cái này. Cái này cũng cay á, nhưng mà từ từ nó sẽ cay từ từ lên. Và ớt với muối tiêu thì cái độ mặn nó cũng có. Mà không có mặn lắm đâu. Rồi ăn nào ta? Chiên truyền thống này. Mình ăn sao đi ha? Mình ăn cái loại chiên topping đi. Hấp dẫn nhất đúng không? Đúng rồi. Đây nè, ăn cái này nè. 9 ngàn. Rau nhiều quá kìa. Không mà phải ăn rau, cái này phải ăn rau mới ngon cả nhà. Bập tiếp, còn nóng không? Ừ, đỡ, cầm ăn mới ngon. Thì ăn cái này dễ rớt khô. Rõ ràng đúng là cái này ăn có topping thì nó nhiều vị hơn, là khiến chúng ta cảm giác ăn cũng lâu hơn. Tại vì cái khô dai dai phải thể nhai hết xong cái khô cũng mang tiếp. Rõ ràng cầm ăn thì nó sẽ hơi bất tiện đúng không? Đúng rồi. Nó nhiều nước cái gì? Nó sẽ nhiều nước. Ăn cắn mấy cái rồi hết rồi. Nguyên nè. Đó. Nó nguyên. Quay cho mình coi. Cái khô này khô giòn. Không phải là da nó mềm dai dai. Nhưng mà phải cắn mạnh mới được nha. Không là chúng ta cắn không có giật ra luôn nó mới cái nhân.
đây là món ăn vặt mới. Mình nghĩ là dài sắp tới nữa sau đó nó sẽ hết ăn chơi cũng được. À ngồi để ăn thì đối diện là có một cái xe há cảo nữa, cho những ai chúng ta có thể thích ăn vặt nhiều hơn thì có thể mua há cảo ăn thử. Hết luôn rồi. Đây còn ba cái mình ăn cái gì đây ta? Ăn cái hấp thập cẩm đi. Cái hấp thì nó sẽ nóng lâu hơn cả nhà. Quên, bởi vì ăn mấy món này có mấy ông mới nói là ăn đậu hũ với rau răm coi chừng nha. Thực sự thì đúng là cái đó là cũng có, nhưng mà chúng ta lâu lâu ăn thì sẽ không sao, chứ mà như là một tuần mà ăn hết 7 ngày thì mới có sao. Thì nãy giờ là Phú ăn chiên và hấp, thì rõ ràng là cái ăn chiên thì nó sẽ khô hơn và nó dễ ăn hơn là khi mà chúng ta cầm hấp. Hấp thì phải ăn đũa gấp gấp lên ăn, và chiên thì nó sẽ có cái độ giòn. Còn riêng về cái loại mà topping á thì cái dân Phú thì Phú thích ăn dạng truyền thống hơn, thì có topping vô ăn nó sẽ có thêm cái vị mặn mặn của những cái khô á, có thể nó sẽ át bớt đi những cái vị kia, ăn nó cũng sẽ khác nước hơn một tí xíu. Rồi đây là cái hấp chì thập cẩm. Đúng rồi, biệt nha. Cái lớp đậu này nè, nó sẽ mình sẽ ăn cảm giác nó đặc hơn, nó bùi hơn so với là Phú ăn ở dưới Thủ Đức. Nó đầy hơn, cho nên ăn cái này cũng sẽ có thể là no. No là no rồi đó, có no rồi đó. Cái này tùy khẩu vị thôi. Lớp đậu này nó đặc hơn. Rồi thôi bây giờ chắc là cũng xin phép kết thúc clip ở đây. Món này đơn giản mà, ai mà ở quận 10 thì bây giờ đã có một cái món gần hơn, không cần phải xuống Thủ Đức xa xôi ha. Ai Thủ Đức thì mình ăn Thủ Đức, ai thích ăn này mình ăn ở đây. Rồi gì? Mọi dính gì ạ? Rồi xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè, là chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp nha. Còn đây ăn này nó sẽ ướt hơn.